Thời buổi này rồi, có anh chị nào rửa tay xong thì sử dụng khăn để lau tay không? Khăn mà sử dụng lâu ngày rất dễ bị nhiều vi khuẩn bám vào khăn mà không sạch sẽ nữa. Bây giờ anh chị chuyển sang cái khăn giấy rút lau lăng này đi, rất là tiện lợi và sạch sẽ an toàn luôn. Đây, hai đường giấy 100k anh chị kêu đắt không mua, tăng thêm 4 đường giấy như này, hơn 100k anh chị vẫn kêu đắt không mua. Giờ tiếp tục sốt trời lớn quá, 6 đường giấy to như thế này mà có hơn 100k lại còn free ship nữa, mà tính ra mỗi đường giấy chưa đến 20k. Một bịch như này có 1280 tờ, 6 bịch như thế này lên tới 7680 tờ thì dùng bao giờ cho hết. Mình có thể treo phòng khách này, phòng ngủ này, phòng bếp này, nhà vệ sinh này, treo chỗ nào chả được. Giấy có 4 lớp, không tẩy trắng, không hương nhựa, không chất hình quang. Giấy rất là dai và dày dặn này, sờ rất là mềm mịn này, không có bụi giấy và đặc biệt là nhiễm dưới nước mà giấy không bị bỏ nha. Giấy tốt da hàng Việt Nam chất lượng cao, rất an toàn cho trẻ em và người già. Combo 6 bịch giấy này chỉ có hơn 100k, tạo được tặng thêm 3 cái móc treo như này, vừa rẻ vừa đẹp vừa tiện lợi thì tội gì không mua. Số hàng em để góc trái màn hình, anh chị quan tâm chốt order em nha. 100k cộng 100k cộng 100k chỉ bằng hơn 100k, cả nhà tin không ạ? Dạo này tiktok shop bị ngáo giá quá, bình thường một bịch lại mua ở ngoài sẽ là 50k, 6 bịch sẽ là 300k, mà hôm nay tiktok shop chơi lớn quá, trợ giá combo 6 bịch giấy với giá hơn 100k lại còn free ship nữa. Giấy này thiết kế rất là đẹp luôn, giấy tốt da hàng Việt Nam chất lượng cao mà giấy rút rất là dễ dàng luôn. Mình có thể lau mặt, lau mũi, lau miệng, lau chân, lau tay, lau bàn bếp, thậm chí là đi vệ sinh mà mình thấy hay một cái là không gây tắc bồn cầu. Giấy có 4 lớp, không tẩy trắng, không huỳnh quang, không hương liệu, rất an toàn cho sức khỏe kể cả trẻ em hay là người già. Được thiết kế dạng treo như này thì mình treo mọi nơi trong gia đình, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh. Cả một bịch như này là 1280 tờ, 6 bịch là hơn 8000 tờ thì dùng bao giờ cho hết. Còn được tặng thêm 3 cái móc treo như này, rồi hàng em để góc trái màn hình, anh chị quan tâm chưa đã duyên nha. Tiktok shop ngáo giá thực sự rồi các bác ơi, em không tin nên đã đặt thử. Mà thật nhé, combo 6 bịch như này có hơn 100k, mà mỗi bịch có 1280 tờ lên tới 320 lần rút, mà 6 bịch như này thì dùng bao giờ cho hết. Mà giấy đẹp thật các bác ạ, làm từ bồ nguyên sinh, không chất tẩy trắng, không hương liệu, không chất phụ da. Giấy có 4 lớp, sờ vào rất là mềm mịn, xả dưới vòi nước rất là dai luôn. Giấy ngâm nước lâu sẽ hòa tan, không bị tắc. Mua combo 6 bịch như này còn được tặng thêm 3 cái móc treo, treo mọi nơi trong gia đình luôn, treo ở phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh. Giấy tốt da hàng Việt Nam chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe trẻ em và người già. Tiktok đang sale lớn, cả nhà tranh thủ mua nha, rồi hàng em được gấp trá màn hình.